Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Max vị tâm và Omega 369 Mun Vitamins được sản xuất tại Tây Ban Nha. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về mass Vị Tâm và Omega 369 Moon Vitaminas cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của mass Vị Tâm và Omega 369 Moon Vitaminas Omega 3 0,2,8 mg Omega 6 9,3 mg Omega 9 0,2,5 mg Vitamin A Chấm 795 ug Vitamin D3 100.000 UI, chấm 7.5 UG Vitamin E, 0.2.4 mg Vitamin K, chấm 13.5 UG Vitamin C, axit ascorbic, 0.64 mg Vitamin B3, 0.16.7 mg Vitamin B1, 0.3 mg Vitamin B5, 0,2,8 mg. Vitamin B2, 0,2,4 mg. Vitamin B6, 0,1,4 mg. Vitamin B8, 30 ug. Vitamin B12, 2,5 ug. Dạng bào chế. Dung dịch. Công dụng và chỉ định của Max vị tâm và Omega 369 Moon Vitaminas hỗ trợ duy trì ổn định cholesterol máu. Tăng cường năng lượng, giảm mệt mỏi. Hỗ trợ duy trì chức năng tim mạch. Cung cấp DHA giúp bảo vệ não bộ, hệ thần kinh. Đối tượng sử dụng. Trẻ em trên 3 tuổi. Người lớn có nhu cầu bổ sung vitamin và omega 369. Chống chỉ định của mắt vị tâm và omega 369 mun vitaminase. Không dùng cho người mẫn cảm với thành nào của sản phẩm. Liều dùng và cách dùng của Mas Vị Tâm và Omega 369 Mun Vitamins. Liều dùng. Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, 1 thìa cà phê mỗi ngày, 5 ml. Thiếu niên và người lớn, 2 thìa cà phê mỗi ngày, 10 ml. Cách dùng. Sản phẩm được dùng bằng đường uống. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm là thực phẩm chức năng không dùng để thay thế cho chế độ ăn hàng ngày. Không tự ý thay đổi liều được khuyến cáo. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Max Vị Tâm và Omega 369 Moon Vitaminas, đồng thời biết cách sử dụng Max Vị Tâm và Omega 369 Moon Vitaminas sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.